Dạ, ăn uống đầy đủ là được rồi, không có cần đụng móng tay móng chân làm gì hết. Chị ơi, bé này kiếp trước giải cứu thế giới cho nên là sướng quá. Đúng rồi, nghe mà sướng. Người ta nói 99% là không có bị dính thai đúng không? Khi mà đặt vòng cuối cùng cũng là dính, cũng dính. Xong rồi sau đó là dạ, bà ngoại mới nói là ồ không múc đức là gì, tự nuôi đi, tự đi ha, bao nhiêu cái giận trút hết lên được lên đứa nhỏ hết, mà cuối người cùng thường lại là thương. Dạ. Vậy là bà ngoại với lại mẹ em là lo dạ, hết luôn. Dạ, lo hết từ đầu tới chân cho tới bây giờ luôn á. Dạ, tới bây giờ vẫn còn trông. Còn bây giờ khi em ở đây thì ai ở nhà chăm bé? Dạ, đổi ca cho bà nội. Sau khi bé được 2 tháng là buổi sáng là bà nội trông, rồi buổi tối khuya là mẹ em dành ngủ chung với mẹ em, chứ không cho ngủ chung với em. Kỳ dạ, vậy. Ủa con em mà. Dạ, nhiều khi em thấy không, ủa con em mà sao không được ngủ chung mà mẹ em lại dành ngủ chung. Ai cũng nói ủa giống như mẹ em xanh vậy đó. Đúng rồi, em giống như con Út vậy. Dạ. Chồng em thấy bé dạ, rất là bụ bẩm. Thật. Em thấy hình rồi. Rất là bụ bẩm. Cưng lắm, hai má như cái bánh bao. Trời ơi, thương quá. Chồng biết. Rồi ông ngoại. Ông ngoại cũng rất là thương, nhưng mà ông ngoại thì ở Việt Nam. Dạ, đi ông ngoại, dạ, ba em là danh hài Bảo Trung. Ồ, trời ơi. Dạ, dạ, ba em ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ, cũng đi đi về về vậy đó. Cũng thương cháu lắm, cũng 2-3 tháng là chạy qua chơi với cháu 1-2 tuần, xong rồi chạy về Việt Nam làm tiếp. Tuổi thơ của em đó chị. Dạ. Hồi đó là em bật hài của bác xem. Chị có đóng với lại ba em một lần. Dạ. Lúc đó ba em từ Mỹ về, công việc ở Việt Nam thì người ta cũng gọi mời show này kia nên cũng không thể nào qua đây lâu nhiều được. Rồi ở ngoài có FaceTime không? Dạ, FaceTime mỗi ngày cháu luôn. Ngày nào cũng Viber, thương lắm. Lúc nào cũng kêu giống tôi nhiều nhất nha, phải giống tôi. Thật sự thấy giống, em thấy giống chị. Dạ. Em thấy giống ông ngoại. Dạ, ai cũng nói đặc biệt cái mỏ. Em tên là Jacqueline Nguyễn, năm nay em 20 tuổi và hiện em đang sinh sống ở California, Hoa Kỳ. Em qua đây được lâu chưa? Dạ, em qua được 8 năm. Khi mà em qua thì em đã gặp bạn trai chưa? Dạ chưa, lúc mà em qua em chỉ mới học lớp 7 thôi. Em đi học ở đây cho tới năm lớp 12, em ra trường xong rồi sau đó em đi chơi với bạn bè em thì em mới gặp bạn trai của em. Là người chồng hiện tại dạ, của em? Dạ, là chồng hiện tại của em. Khi mà quen nhau như vậy thì có nghĩ là mình đi xa hơn nữa không? Lúc đầu thì em cũng chưa nghĩ, tại vì em cũng còn nhỏ lắm. Nhưng mà tụi em mới quen được 2 tuần là bị accident, có baby. Lúc đó là mẹ em cũng sẵn sàng cho em đặt vòng rồi. Nhưng mà em đặt vòng rồi không biết sao em vẫn có baby nên lúc đó em báo cho mẹ em biết thì mẹ em cũng rất là sốc. Nhưng mà tại sao lại là có cái sự suy nghĩ là đặt vòng? Dạ, tại vì mẹ em sợ là giống như đi học ở ngoài xong rồi sống ở ngoài đi làm, lỡ mà có chuyện gì thì em không có biết thì mẹ em lừa cho em, giống như là mẹ suy nghĩ cho em theo hướng tốt. Nhưng mà nếu mà đã đặt vòng rồi thì có nghĩa là nó đã ngăn ngừa dạ, cái chuyện kia. Dạ. Vì thì tại sao lại có em bé? Nhưng mà em cũng không biết tại sao em bé lại tới, giống như là ông trời sắp đặt, ông trời đã cho em có được con em thì em cũng vui, với lại em muốn giữ lại. Khi mà biết cái tin mình mang thai như vậy á, em có giống như là mình bị sốc á. Dạ. Tại vì nghĩ đặt vòng làm như là không có em bé, rồi xong rồi bây giờ có em bé mà còn trẻ quá. Surprise. Dạ, dạ, em bỡ ngỡ nhiều dữ lắm, nhưng mà em cũng có một phần là vui, tại vì ông trời cho mình có đứa con thì mình giống như mình nhận lấy nó, xong rồi mình hạnh phúc khi mình có nó. Em suy nghĩ là nếu mà mình buồn bã khi mình có nó thì giống như ông trời cảm thấy là mình không có đáp lại cái điều mà ông đã cho mình. Bé dễ thương, nói chuyện dễ thương. Lúc ra thì nói khác luôn. Thật sự mà nói là cái cách nói chuyện đó là dễ thương theo kiểu cũng là mẹ trẻ đó. Mẹ trẻ. Xong rồi em lúc mà em báo tin cho bạn trai của em biết á thì ảnh cũng rất là sốc, tại vì ảnh nói là ảnh chưa có sẵn sàng để có con. Khoảng 30 tuổi thì ảnh mới sẵn sàng để có con. Ảnh cũng khuyên em là thôi hay là mình đừng có giữ, tại vì lúc này còn quá sớm để có em bé, rồi sanh ra là không có ai nuôi, không có ai dạy dỗ, rồi mình dạy dỗ không có tốt thì con mình mới mốt nó sẽ hư. Nhưng mà em thì em thấy là
tội nghiệp quá. Tại vì lúc mà em biết em có thai cũng 1.5 tháng gần 2 tháng rồi. Nên em không nỡ để bỏ nó. Bạn trai em nói những cái điều mà như bỏ con như vậy á, em có cảm thấy giận không? Dạ em cũng giận nhiều lắm. Nhưng mà em cũng suy nghĩ là tại vì thật sự tụi em cũng chưa có sẵn sàng để có con. Rồi công việc, làm ăn, tiền bạc cũng chưa có sẵn sàng. Rồi hai bên gia đình cũng lúc đó cũng chưa thực sự biết nhau nữa. Nên em cũng sợ là lúc mà em báo cho mẹ em biết hoặc là mẹ của bạn trai em biết thì em cũng không biết là họ sẽ suy nghĩ về em như thế nào. Nhưng mà khoảng cách giữa hai người là cái độ tuổi như thế nào? Dạ, bạn trai em năm nay 25 tuổi. Còn em lúc đó là em 18 tuổi. Cũng lo sợ tại vì cái sự nghiệp, trước hết là khi mà lập gia đình là phải sự nghiệp đầu tiên, rồi sau đó mới là có con cái. Dạ đúng rồi. Lúc mà em kể cho mẹ em nghe thì mẹ em rất là sốc. Mẹ em nói là mẹ em muốn tới gặp bác sĩ đó luôn để hỏi là tại sao mà em đặt vòng rồi lại vẫn có thai. Thì lúc mà mẹ em tới á, thì bác sĩ nói là chỉ có 99% á, là không có thai thôi, nhưng mà 1% á, lại lọt vô em, là em lại là người có thai. Bác sĩ cũng không có biết phải giải thích như thế nào để mẹ em hiểu. Chị nghĩ là do ông trời cho. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Mọi người nói như thế nào em cũng vẫn quyết định là giữ con em lại. Khi mà đặt vòng tử cung là có thai. Dạ. Thì bác sĩ giải quyết cái vòng tử cung đó như thế nào? Thì bác sĩ có nói với em, với chồng em là bây giờ bắt buộc phải lấy vòng ra. Tại vì em bé nó đang phát triển và em bé đã lớn rồi. Nếu mà lấy ra là 50% giữ được bé, còn 50% còn lại là bé sẽ tuột ra theo chung với vòng luôn. Tại vì bây giờ cái vòng nó là vướng vô ngay chỗ của em bé rồi, em bé nó phát triển rồi. Nó ngay giống như là gần ngay cái đầu của nó. Dạ. Vâng, cảm thấy sao? Lúc đó em suy nghĩ cũng nửa tiếng đồng hồ á. Xong rồi cũng lo lắm, nhưng mà em cuối cùng em vẫn quyết định là tháo ra. Tại vì nếu mà thật sự con nó muốn ở lại với mình thì nó sẽ ở lại. Còn nếu mà thật sự nó không ở lại với mình được thì mình cũng không thể nào giữ nó ở lại được. Tại vì nếu mà không tháo ra thì em bé càng lớn thì mai mốt lúc mà nó lớn rồi cái vòng mà dướng vô thì nó phát triển không có được tốt như những đứa trẻ còn lại. Chị sợ là nó biến cái gì vậy? Nhưng mà 50-50, Vân Minh thấy không? 50-50. Nhưng mà nếu như mà em thì chắc em cũng buộc phải làm cái điều đó, giống như là hên xui đó chị. Em nghe mà. Chị chưa bao giờ thấy cái trường hợp này luôn á. Rồi trong lúc mà mang thai thì nó có làm cho cái sự thay đổi cơ thể của em nhiều không? Khoảng 3 tháng đầu á, là em bị ngén rất là nhiều. Em xuống khoảng 3 pound. Tới tháng thứ 4 là bắt đầu ăn uống được lại bình thường. Xong rồi em lên cân lại. Nhưng mà tới tháng thứ 4 á, em lại bị té. Xong rồi em bị ra máu. Cái em cũng sợ quá, em phải đi bác sĩ. Xong bác sĩ nói là chỉ là dọa sảy thai thôi, em phải nghỉ dưỡng trong vòng 2 tuần tới 3 tuần mới cho em đi lại bình thường. Em bé của em được cái trộm vía rất là khỏe. Tới tháng thứ 5 em vẫn bình thường, nhưng mà tháng 6 em lại bị té nữa. Em lại bị ra máu một lần nữa. Nhưng mà em bé của em nó vẫn rất là khỏe, không có bị ảnh hưởng gì hết. Bác sĩ nói là phải nghỉ dưỡng nhiều thiệt nhiều. Tại vì nếu mà cứ như vậy thì bắt buộc phải hút em bé ra. Tại vì em bé không có đủ mạnh khỏe nữa để sống trong bụng mẹ. Là mẹ là một cái gọi là có nhiều người dễ dàng mà có nhiều người lại đúng rất rồi. Là trong gai. Chị thấy có nhiều người á, họ có cái tư tưởng là khi mà đã có thai rồi, họ bỏ một cách rất là dễ dàng, thậm chí là họ sanh xong rồi họ bỏ đứa nhỏ luôn. Và trong khi đó em là một người rất trẻ mà lại giữ đứa con, giữ lại cái thiêng liêng của mình. Rồi trong cái quá trình đó thì chồng em có bên cạnh không? Dạ có, chồng em lúc nào cũng bên cạnh em trong suốt thai kỳ, đến lúc em sanh cho tới bây giờ vẫn còn bên cạnh em. Thật sự là hai vợ chồng có độ tuổi quá trẻ. Dạ. Rồi có con nữa. Mọi thứ nó thay đổi rất là lớn khi mà có đứa nhỏ. Mà đứa bé này em nghĩ là rất là đặc biệt chị. Tại vì cái trường hợp mà đặt vòng á, là chỉ có 1% là có em bé. Mà ở Mỹ người ta làm rất là kỹ nha chị. Vậy mà vẫn có, mà em bé lại bị như vậy nhiều lần mà vẫn rất là... Em nghĩ là đứa trẻ này thật sự đặc biệt. Muốn ra đời. Dạ. Muốn gặp mặt bố mẹ.
Rồi mẹ em sao? Mẹ em có giúp em trong lúc mang thai kỳ lúc không? Mà em có thai á, mẹ em cũng không có vui vẻ lắm. Thấy em có thai xong rồi cũng thương, nhưng mà một phần mẹ em cứ nói là ồ, sanh ra tao không có nuôi đâu nha, không có phụ giúp đâu nha, mệt lắm, phải lo cho hai đứa nhỏ nữa. Xong rồi em nhiều khi em cũng buồn, nhưng mà em cũng nghĩ là thôi thì con mình thì mình lo thôi, chứ mẹ mình cũng là đâu phải là mẹ ruột của con mình đâu mà mẹ mình phải lo. Thì em nghĩ như vậy. Nhưng mà mẹ em được cái nói vậy thôi, nhưng mà mẹ em cũng rất là thương em, lúc nào cũng hỏi là muốn ăn gì không, mẹ nấu, xong rồi ngày nào cũng dẫn em đi ăn đi uống này kia, xong rồi nấu ăn cho em hoài nguyên một ngày luôn. Mẹ của bạn trai em thì cũng thương em nữa, ngày nào cũng nấu ăn cho em, không biết lái xe mà vẫn ráng kiếm cách đi chợ nấu ăn cho em, nấu ăn quá trời giống như ăn buffet ấy rồi. Từ tháng thứ tư cho tới lúc mà em sanh á là em lên 36 pounds. Ồ, dạ. Vậy là bù đắp lại những dạ, tháng bù đắp đầu. Lại những tháng đầu là xuống pound. Em sanh lúc 39 tuần 4 ngày, thiếu có mấy ngày thôi. Là hôm đó là em cũng qua nhà mẹ em, lúc đó là em đã dọn về sống chung với bạn trai em rồi, là em có về nhà mẹ ruột em để ăn uống tối hôm đó. Xong rồi mẹ em nói là sắp sanh rồi nha, ráng ăn đi, ăn cái gì mà mình thích để mai mốt sanh xong cử. Cái em cũng ăn nhiều lắm, xong rồi tối đó em về thì tự nhiên em đi ngủ mà em cứ mắc vệ sinh hoài à. Em phải đi vệ sinh cũng 3-4 lần á, cho tới khoảng 5 giờ sáng tự nhiên lúc đó em mở đèn lên. Khi em đi vệ sinh thì em thấy em ra máu chút xíu. Khi em sợ quá, em không nghĩ là em sanh, em cứ nghĩ là ồ đâu có đau bụng đâu sanh, chắc là lại bị dọa sẻ thai nữa. Khi em phải gọi chồng em dậy để chở em đi bệnh viện, thì chồng em lúc đó lại dậy liền, cầm hết đồ quần áo này kia, đồ hút sữa gom hết để đi vô bệnh viện. Thì lúc đó em mới hơi đau bụng rêm rêm, thì chồng em nói là không sao đâu em, chưa có sanh đâu, ráng kêu con đợi đủ 40 tuần mới ra. Trời ơi thương. Cái em nói là trời ơi đau bụng quá rồi đừng có nói nữa. Thì lúc đó bác sĩ kiểm tra là em nở được 5 phân. Dạ. Sau đó là cô y tá nói là em có muốn chích gây tê tủy sống không? Tại vì thường bên này là mẹ nào sanh á là 4 phân cũng phải đúng chích. Chị cũng bị chích luôn á. Dạ. Em thì em lì lắm, em không chích. Trời vậy dạ, đúng. Em nằm đau từ 5 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa hôm sau, cho tới lúc mà nở được 8 phân là em chịu không nổi nữa, em phải năn nỉ cô y tá chích cho em. Thì cô y tá nói là lúc này thì quá muộn rồi, nếu mà chích đó là phải truyền thêm gấp 3, gấp 4 lần thuốc vô để cho nó mau tê, để cho nó nở xong rồi mình sanh nữa. Mẹ em lúc đó la sùm nguyên cái bệnh viện luôn, không cho em chích, nói cô y tá không được chích. Không được, phải đợi cho nó nở đủ xong rồi nó sanh bình thường chứ không được chích cho nó. Bác sĩ đâu kêu bác sĩ vô đây. Không những không được lớn á, họ sợ lắm. Tại vì họ nói là ồ chích cái này á thì về sau sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị đau sống lưng, nhức lưng. Đúng. Chị chích rồi và cảm giác của chị bây giờ thì vẫn bình thường. Theo như Kim Hiền thấy thì dường như nó không có bị cái gì hết, nó không có tác dụng nha. Còn em thì lúc đó em chích xong thì em cảm thấy thoải mái lắm, người nó bình thường. Xong rồi mình ngủ một giấc dậy là nở đủ 10 phân, xong rồi bác sĩ vô là em rặn đúng 3 hơi, chưa đầy 10 phút là con em ra rồi. Là em đẻ thường luôn dạ, đó. Em sanh thường luôn. Cô y tá kêu em ơi 2 tiếng lận, em đừng lo em rặn tới 2 tiếng mới ra lận, bác sĩ tới nữa là vừa. Em vừa rặn có hơi thứ hai à, con em nó lòi đầu ra. Cô y tá nói ngưng em, đừng rặn nữa, ngưng rớt con, bác sĩ chưa tới. Bác sĩ vừa tới là vừa đeo bao tai cái là em rặn cái là con em nó ra liền luôn. Dạ, em sanh rất là nhanh, rất là dễ. Rồi ai là cái người mà cắt dây rúng? Bạn trai em luôn. Ôi, đồng hành từ lúc mà có thai cho tới lúc sanh xong là không ngủ, không ăn gì cả đêm lúc mà em đau bụng, không đi làm luôn. Đợi chờ em sanh xong rồi cắt dây rốn xong rồi bế con đầu tiên. Rồi có dành không? Dành nói là cái mặt giống anh chứ không phải giống em không? Dạ, bạn trai em được cái ít nói lắm nên cũng không có dành. Nhưng mà có mẹ em thì vừa ra một cái là y giống tôi nè, giống tôi nè, giống tôi nè, cái gì cũng giống tôi nè. Thấy chưa? Mới đầu không? Rất là giận ha. Dạ. Nhưng mà khi mà đứa nhỏ ra đời dạ, là bà giống đã tôi thay đổi rất là nhiều. Thế em chăm con có vất vả không em? Dạ, em được cái rất là may mắn là em vừa có bà ngoại em với lại mẹ em cùng chăm bé. Nên em thật sự cũng không có chăm gì hết. Em chỉ cho bé bú xong rồi hút sữa ra xong rồi lâu lâu chơi với bé thôi. Xem sướng quá vậy. Trời, ở Mỹ mà được vậy là sướng lắm á. Sướng hưởng á chị. Tại vì á, bản thân chị ha, khi mà sanh em bé ở Mỹ rồi á, vất vả lắm. Có nhiều bao trọn gói hết, làm hết, không ai giúp mình hết. Dạ, em là hai người dành nhau nữa, dành nhau vậy coi đó. Con cho em.
không có cho em đụng tay đụng chân gì hết á, bắt em cứ ở cữ vậy đó, rồi cứ hút sữa cho con bú, xong rồi ở cữ trong nhà ăn uống đầy đủ là được rồi, không có cần đụng móng tay móng chân làm gì hết. Chị ơi, bé này kiếp trước giải cứu thế giới cho nên là sướng quá. Đúng rồi, nghe mà sướng. Người ta nói 99% là không có bị dính thai đúng không, khi mà đặt vòng cuối cùng cũng dính, cũng dính. Xong rồi sau đó là bà ngoại mới nói là ô không mất rất là gì tự nuôi đi. Tự đi ha, bao nhiêu cái giận trút hết lên được lên đứa nhỏ hết, mà cuối người cùng thương lại và thương nha. Vậy là bà ngoại với lại mẹ em là lo hết luôn. Dạ lo hết từ đầu tới chân cho tới bây giờ luôn á. Dạ tới bây giờ vẫn còn trông. Còn bây giờ khi em ở đây thì ai ở nhà chăm bé? Dạ đổi ca cho bà nội. Sau khi bé được 2 tháng là buổi sáng là bà nội trông, rồi buổi tối khuya là mẹ em dành ngủ chung với mẹ em, chứ không cho ngủ chung với em. Kỳ vậy. Ủa con em mà. Dạ nhiều khi em thấy không, ủa con em mà sao không được ngủ chung mà mẹ em lại dành ngủ chung. Ai cũng nói ủa giống như mẹ em xanh vậy đó. Đúng rồi, giống như con Út vậy. Dạ. Trời em phía bé rất là bụ bẩm. Thật, em thấy hình rồi. Rất là bụ bẩm. Cưng lắm, hai má như cái bánh bao. Trời ơi thương quá. Trời biết. Rồi ông ngoại. Ông ngoại cũng rất là thương nhưng mà ông ngoại thì ở Việt Nam. Dạ đi ngoại, dạ ba em là danh hài Bảo Trung. Trời ơi. Dạ dạ ba em ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ, cũng đi đi về về vậy đó, cũng thương cháu lắm, cũng 2-3 tháng là chạy qua chơi với cháu 1-2 tuần xong rồi chạy về Việt Nam làm tiếp. Tuổi thơ của em đó chị. Dạ. Hồi đó là em bật hài của bác xem. Chị có đóng với lại ba em một lần. Dạ. Từ lúc ra ba em từ Mỹ về công việc ở Việt Nam thì người ta cũng gọi mời show này kia nên cũng không thể nào qua đây lâu nhiều được. Rồi ông ngoại có FaceTime không? Dạ FaceTime mỗi ngày cháu luôn. Ngày nào cũng Viber thương lắm. Lúc nào cũng kêu giống tôi nhiều nhất nha. Phải giống tôi. Thật sự thấy giống. Em thấy giống kìa. Dạ. Em thấy giống ông ngoại đó. Dạ. Ai cũng nói đặc biệt cái mỏ giống ông ngoại kiếm tiền được. Nhưng mà cho bú sữa mẹ luôn. Em chỉ cho bú sữa mẹ tới 1.5 tháng thôi. Tại sao vậy? Tự nhiên em bị tắc sữa. Thường người ta tắc á là người ta sẽ hết từ từ, xong rồi người ta bị căng sữa này kia. Còn em là em không bị gì hết. Sau 1.5 tháng là không có một giọt sữa nào chảy nữa và ngực em trở lại bình thường. Rồi sau đó là em quyết định cho uống sữa ngoài luôn. Dạ em cho uống sữa công thức. Bé em rất là dễ, giống như là sữa nào bé cũng chịu hết. Cứ cho bú là chịu. Vậy á. Dạ. Sao cái gì may mắn nhất cũng vô cô bé hết rồi. Coi chừng sau chương trình này là hai chị em mình cũng may mắn hơn. Dạ, dạ hai chị em mình kiểu ké đó chị. Ngồi gần mấy người mà may mắn thì cũng có ké được. Người phụ nữ mình đó, sau khi sanh đó, cái chuyện nó giảm đi rất là nhiều. Dạ. Không biết là trường hợp của em thì như thế nào? Bao em? Em là từ lúc mà mang thai cho tới lúc sanh xong, em vẫn giống như là muốn hoài luôn. Dạ, em cũng không biết tại sao riêng một mình em. Nhưng mà nó là muốn hơn hồi lần trước khi có em bé luôn em. Dạ. Nhu cầu của em cao hơn lúc mà trước khi có em bé cho tới sau khi em sanh xong, em chỉ cử được 1 tháng đầu thôi. Tới tháng thứ 2 là hai đứa rần. Tại vì người ta nói là sau khi mà sanh xong á là dễ, rất dễ dính bé thứ 2. Tại vì cái chu kỳ kinh của mình nó sẽ thay đổi. Dạ đúng rồi. Lúc đó em có ngăn ngừa không? Dạ có. Em có vừa uống thuốc mà chồng em cũng vừa ngừa luôn. Không biết là chồng em có biết thay tả cho em bé không? Chồng em là rất là sợ dơ. Ảnh sợ dơ lắm. Ảnh nói là làm gì cũng được nhưng mà không bao giờ ảnh thay tả cho con. Có một lần em nhờ ảnh coi con giùm em chút xíu. Tại vì hôm đó là bà ngoại với mẹ em bận. Em nhờ ảnh coi giùm em có 10 phút à. Em đi ra mua nước với lại mua đồ ăn sáng. Cái ảnh coi xong rồi tới lúc mà con ị, cái ảnh có gọi em về liền. Cái em nói là ok anh thay cho con đi em về liền nha. Ảnh lấy cái khăn ảnh lót cho con nằm, xong rồi cho con ị đầy ra người, xong rồi đầy ra khăn vậy đó. Đợi em về thay, chứ ảnh không dám thay, ảnh nói dơ quá, anh sợ. Anh sợ dơ với lại bị hôi quá, không chịu được. Nhưng mà bây giờ chồng em ôm vậy bao lâu? Dạ. Trong lúc đợi em về? Gần nửa tiếng á chị. Vậy mà vẫn dạ. Chấp nhận. Ảnh quấn cái khăn vô, xong rồi ảnh ôm vậy đó.
Xong rồi con ị ra áo anh luôn. Vậy dạ. Anh vẫn đợi em về thăm. Đằng nào cũng dính, đằng nào cũng dính vào. Vẫn ngoan cố không làm. Đúng rồi, vì vậy. Em cũng không hiểu được ảnh. Nhưng mà em có nói gì không? Em nói là ủa anh ơi, sao anh không thay cho con, anh ẵm con vô rửa cũng được mà. Trời ơi, con của mình á là con của anh á, giọt máu của anh mà, sao anh lạ vậy? Cái anh nói là không được em ơi, không anh không làm điều này được. Trời ơi vậy luôn. Bé em bây giờ là... Dạ được 4 tháng rưỡi. 4 tháng rưỡi. Dạ. Là gần 21 tuần. 4 tháng rưỡi đó, cái độ cân nó có tăng lên nhiều không? Dạ, tăng lên rất nhiều. Bé em lúc mới sanh là được 6 pound. Đến bây giờ 4 tháng rưỡi là bé được 19 pound. Wow, vậy là bằng một cái bé mà 12 tháng nha. Dạ, hôm trước có đi bác sĩ chích ngừa thì bác sĩ la nó là không được, cái này là cân nặng của 1 tuổi, cái này là bị béo phì rồi, nên bắt em là không được cho bé bú nhiều nữa, giảm xuống là 4 tiếng, chỉ được bú 4 ounce thôi. Còn bé em hiện tại là bú 7 ounce trong vòng 3 tiếng. Là bị nhiều lắm. Dạ. Nhiều ấy. Mà em không có ngưng được bé. Chồng em thì mỗi lần mà em cho bé bú thì la hoài à. Không được ép con, không được ép con bú. Không thấy hả? Không thấy nó cái tướng nó vậy rồi hả? Hai cái bánh bao phính như này nè. Lúc mà chơi ấy, thì thích lắm, thích nựng má con. Xong rồi nựng con là nói ôi trời ơi cưng quá, ú nu hà dễ thương. Nhưng mà tới lúc bé bú là không được cho bé bú nha. Cứ ép hoài vậy, ép con bú hoài à, không thấy cái nó mập hả? Qua chương trình này em cũng muốn nhắn gửi gì với người chồng thương yêu của mình không? Dạ có, em muốn nhắn gửi với lại chồng em là em mong chồng em là quan tâm tới em nhiều hơn nữa, rồi trò chuyện với em nhiều hơn, rồi dành thời gian chăm sóc con nhiều hơn. Có ham làm quá rồi bỏ bê mẹ con ở nhà suốt ngày không thấy mặt chồng em đâu hết, với lại tập thay tã cho con, thay quần áo cho con vậy thôi á. Dạ. Còn cái gì khác quan tâm nhiều hơn. Còn mấy điều khác là tuyệt vời rồi. Rồi còn về mẹ em. Dạ em muốn nhắn gửi với mẹ em là con cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã lúc nào cũng ở bên cạnh con, chăm sóc em, chăm sóc con của em. Có mẹ là điều tuyệt vời. Dạ, có mẹ là điều tuyệt vời nhất. Chị nhìn thấy trong đôi mắt của em á, khi mà nói về mẹ thì giống như em không có giữ được cái dòng nước mắt của mình. Không giữ được cảm xúc của em. Tại vì em rất là thương mẹ. Em nhiều khi em không tin được là mẹ em có thể thương em và thương con em tới như vậy. Sáng phải dậy sớm đi làm, nhưng mà tối về vẫn phải thức đêm cho con em bú, rồi ngủ với con em, rồi phải dậy khuya rồi thay tã cho con em. Xong rồi có nhiều khi con em khóc á, đâu có ngủ được cả đêm đâu, mà suốt 4 tháng nay mẹ em làm được, nên em cảm thấy rất là thương mẹ. Chương trình cũng cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em đã dành cái sự chia sẻ, những cái gì mà thật nhất để mà chia sẻ với lại các bà mẹ bỉm sữa khác. Chương trình cũng có một món quà dành tặng em. Dạ. Đây là phần quà gừng đen. Dạ, em cảm ơn chị. Rất cảm tốt ơn cho chị. Em, cho em về sức khỏe cũng như là về làn da của mình. Dạ. Cái thực phẩm rất là quý giá, có thể là tác dụng hỗ trợ tăng cường miễn dịch và chống lại cảm cúm, nhất là khi em đang ở Cali vào cái mùa này đó em. Cho nên là phải giữ gìn sức khỏe. Dạ. Em xin cảm ơn chương trình đã mời em đến thể tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn hai chị đã đồng hành cùng em.